Như nào có cửa xin đang chơi ném gối bát nháo trong ký túc xá, Kazama không tham gia mà đừng hối thúc mọi người nên đi ngủ nếu không sẽ bị trừ điểm ưu tú. Nene thấy cứ xóa đi bạn ơi trong đây không bị quản thúc nhưng Kazama thấy nên ngủ sớm dậy sớm lúc này xin kẹp gối vào mông vô tình bay vào mặt Kazama. Xin lỗi nhưng không được chấp nhận Kazama tham gia vào cuộc chiến gối luôn. Vậy là ngày đầu tiên trải nghiệm của đội phòng ngự Kasukabi kết thúc ngày thứ hai cũng là thứ ba của tuần. Tiết đầu tiên là âm nhạc, tiếp theo là giờ học. Cả bọn quấn lấy nhau chơi vui vẻ như thường lệ, xin không thôi bày trò vào giờ thí nghiệm và thể dục cu cậu lúc nào cũng quậy phá Kazama. Đến giờ ăn thực đơn của Kazama phong phú còn ma sao với xin ngồi nhìn với ánh mắt đáng thương xin ăn cả nhóm lại trải qua một buổi sáng yên bình. Đến giờ học thủ công cả nhóm đã làm một action kamen Kazama tự tin tác phẩm 10 điểm không có nhưng chắc chắn mọi người sẽ được cộng điểm ưu tú. Nhưng thằng nhỏ bị trừ điểm trong sự ngỡ ngàng do viết sai dấu của chữ kamen thật là hụt hẫng. Đến giờ tan học xin chưa biết bày trò gì cho đến giờ ăn tối Kazama đưa ra ý kiến ôn bài để làm gì thì để ngày mai học cả bọn chán ngán cũng chỉ là trải nghiệm thôi mà. Rồi kéo nhau rồi đi để lại Kazama đứng nói cu cậu muốn mọi người học vì trải nghiệm cũng có điểm và sau này có thể nhận được học bổng nhưng chả đứa nào thèm quan tâm. Chúng nó đã tia thấy mấy chị gái đang nhảy ngoài kia đến khi xin quay lại hỏi Kazama vừa nói gì thì cậu lại lặng im. Đột nhiên từ sau lưng Kazama Osumun nó hỏi cậu có phiền não gì sao Kazama nói mình muốn trở nên ưu tú lại nó bật mí một bí mật riêng chỉ dành cho Kazama đó là con đường tắt để có thêm điểm ưu tú. Kazama muốn nói cho các bạn nhưng nó nói điều này chỉ được chia sẻ với những người có cấp bậc cao rồi để thời gian cho Kazama suy nghĩ và Kazama nhìn các bạn mà không biết phải làm thế nào. Thứ tư của tuần cả nhóm đang tập thể dục xin mọi mệt chạy sau cùng. Cu cậu nhìn thấy cái máy cắt cỏ liền leo lên còn rủ Kazama lên cùng bị cảnh cáo là hành động không ưu tú nhưng xin chẳng có thái độ dừng lại. Thấy vậy Kazama chạy đến khuyên can trong lúc lôi xin xuống nút bấm bị tụt ra cái máy mất kiểm soát quay vào phòng học dí cả thầy giáo chạy tới khói rồi lại lao lên lầu. Cô chủ nhiệm khoét lên bảo hai đứa bỏ tay ra xin nhìn sang Kazama, thằng bạn vẫn nhất chết bám vào máy cu cậu đành phải dùng mẹo thổi vào tai Kazama cậu bạn phản ứng buông tay ra may mà kịp lúc. Cô chủ nhiệm chạy đến hỏi thăm tình hình xin lại giả vờ đau đớn lê lết lại vòng tay của cô. Osumun không mời mà đến cộng dồn vô số tội cho Kazama số điểm của Kazama tụt dốc không phanh thằng bạn bất lực nhìn số điểm của mình về con số 8. Đến giờ ăn cả nhóm thui thủi ngồi một góc chị Chisio an ủi đời còn dài cố gắng lên em. Những cậu nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn của người Sasugo mà không khỏi tủi thân. Đến tối đại hội gối lại bắt đầu lần này ăn gối nhưng Kazama không tham gia cùng mà nhắc nhở mọi người hãy học bài Nene. Với ma sao không thấy hứng thú cho lắm Kazama nghiêm túc nói. Với mọi người chỉ cần được thành tích cao sẽ trở thành học viên chính thức. Những xin chẳng hám cái của này cu cậu chán ngấy ở đây rồi còn không được xem action kamen. Kazama vẫn thao thao bất tuyệt xin vô tình ngó thấy tấm ảnh của Kazama với mẹ ở dưới gối chẳng phải nhỏ này cũng đang nhớ mẹ hay sao. Nhỏ bực bội giật lại tấm ảnh cu cậu lại lấy chocobi ra ăn còn khoe là mẹ mình lén nhét vào. Kazama tức lộn máu nói mẹ xin vô dụng không có quy tắc, xin bực bội dù mẹ mình có bụng ba ngấn có ăn nhiều có lười mông có to. Nhưng không bao giờ có chuyện bà ý vô dụng rất rồi hai đứa rằng lấy hộp chocobi kết quả là hộp bánh rơi tung tóe ra mặc cho Nene ngăn cản. Hai nhỏ vẫn chửi nhau không khứa nào chịu thua khứa nào, Kazama máu dồn lên não quyết định nghỉ chơi với xin nghỉ thì nghỉ chắc đây báo lắm. Kazama còn thở phào nói thật nhẹ nhõm rồi bỏ ra ngoài để lại thằng bạn đứng uất ức. Trời đã khuya nhưng Kazama chẳng thể chợp mắt cậu đi ra ngoài rồi gọi Osumun nói muốn đi đường tắt để có nhiều điểm ưu tú vậy là robot đưa cậu đi. Xin đang không ngủ được thức có hai cái lỗ mũi thì bị Nene gọi dậy không thấy Kazama đâu. Bên này Kazama đang dãy dụ cầu cứu xin nhưng ai mà nghe thấy trong lúc rằng co Kazama đạp bay mặt nạ của tên quái vật vô tình nhìn thấy khuôn mặt của nó. Trong lúc này mọi người ở phòng nghe thấy âm thanh của chuông đồng hồ bô đoán là ma cà mông xin liền chạy đi Nene muốn gọi cô giáo nhưng giờ có khớ mà kịp. Xin chạy mải chạy lên đến nơi đang thở dốc thì cu cậu bắt gặp một cảnh mà cả đời chắc không quên được nhỏ bạn đang nằm la liệt với cái mông bị xâm vòng quanh. Mọi người đưa cậu đến phòng y tế cả lũ bù lu bù loa tưởng thằng bạn đã hẹo. Vừa dứt câu thì đã tỉnh lại nhưng cậu lại lạ lùng từng là một con người hướng nội kiệm lời nay lại như một con vẹt chuyện gì cũng nói hãy trả lại Kazama ngày xưa cho chúng tôi. Mọi người trèo kéo nhau đến phòng hiệu trưởng nhưng ông thầy quyết không tin chuyện ma với chẳng quỷ dù cho chị Chisio nói rằng mình đã từng thấy. Chị muốn báo cảnh sát nhưng ông ta lại sợ ảnh hưởng đến danh tiếng cho trường còn Kazama thì liên tục phá phách bên cạnh. Cậu đang vui vẻ cưỡi trên quả bóng vàng của thầy hiệu trưởng thì bị ông ngăn lại muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được thì phải chịu áp lực không ai chịu được. Ông ta thấy Kazama còn non và xanh quá thôi thì cứ để vậy đi. Xin không chịu cu cậu khen Kazama mà như vả mặt nhỏ mấy đứa bạn nghe mà ngã ngửa không biết xin ở phe nào. Đang lúc cục diện căng thẳng thì có mùi hương lạ lùng không biết ai đã thả bom. Bỗng dưng mông xin hoạt động theo những suy luận của mông thì thầy hiệu trưởng chính là thủ phạm. Ông ta gân cổ lên cái theo suy luận của xin bong có mùi thoang thoảng của hoa giống như hồng trà ông ta đang uống.
và cử chỉ nhấc mông lên khi đánh lắm giống y hệt mẹ Xin không thể nào sai được. Trước lập luận sắc bén và thái độ bán bêu mẹ Xin, ông ta cũng phải quỳ gối nhận lỗi. Chị Chi Siêu ngỡ ngàng trước khả năng lập luận này. Chị này ra một ý tưởng táo bạo, chị xin thầy hiệu trưởng được thành lập câu lạc bộ thám tử. Nhưng ông ta không chịu điều tra chị thêm phiền phức nên thấy gì mà đánh rắm không chịu nhận, còn để thằng chó nó bắt bài. Thấy vậy, ông ta đành phải ngượng ngùng tuyên bố đội thám tử Kasukabi được thành lập. Chị Chi Siêu dẫn mọi người đến phòng làm việc, bước vào căn phòng có chút nguy hiểm nên thấy căn phòng mày quá phù hợp. Nên thấy sở trường cày phim drama 2 năm của mình cuối cùng cũng có chỗ dùng, xin vào mọi người hô hào khẩu hiệu quyết tâm giành lại công bằng cho Kazama. Chị Chi Siêu dẫn mọi người đến tháp đồng hồ. Thông thường thủ phạm sẽ đến hiện trường sau khi phạm tội ít nhất một lần. Mọi người đang định leo lên gọi Kazama thì quay lại thấy nhỏ đá diện một bộ đồ đại bàng mỏ vẹt. Chắc có lẽ làm vậy để giảm thiểu khả năng di chuyển của nó. Mọi người nghe lên trên xin nằm vào chỗ Kazama ngất xỉu, cu cậu còn vạch mông ra. Nên thấy cũng đâu cần chi tiết quá vậy, mọi người nhìn sang bên cạnh thì thấy có dấu xin. Nghĩ nó là dấu mông, còn nên nghĩ đó là số 33, nó nói làm như thằng bạn đã hẹo rồi để lại manh mối. Mọi người đặt hy vọng lên người Kazama muốn nhỏ nhìn vào manh mối của mình để lại nhớ lại mọi chuyện. Nhưng nhỏ đã bị sang chấn tâm lý khi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó, nhỏ vật vã rồi họ vô chạy đi. Kế hoạch A thất bại, mọi người đành phải bắt óc suy nghĩ đến lượt Ma Sao. Sau khi liên tưởng đến con số 33 và dấu răng, Ma Sao nghĩ đến một người. Cả bọn kéo nhau đến xào huyệt của lão đại. Con số 33 là có số nghiệm kỳ của anh ta và còn đeo mặt nạ. Mặt nạ là cái dấu răng. Ma Sao nghĩ ra chỉ cần tiến vào xào huyệt ẩn nấp và tìm chứng cứ. Mọi người im lặng dành suất chim xanh này cho Ma Sao, không có ai có thể thích hợp hơn. Sau khi ngụy trang, Ma Sao bị cưỡng chế đẩy vào xin bày đầu, nói cậu chỉ cần nói mình là đại ca của băng đảng đầu cơm nắm là được. Tội nghiệp thằng nhỏ run như cầy sấy khi bị ma cũ hỏi chuyện. Tiếng la thất thanh của Ma Sao làm chị Chi Siêu lo lắng, xin nói cứ yên tâm đi chị, nhìn vậy chứ nhỏ Ma Sao hư lắm. Nên thấy vẫn còn một đối tượng khả nghi, mọi người kéo nhau đi điều tra, đó là chị Do Do số 33, cũng đứng là cái tên Do Do. Vừa nói xong thì Nê bị con thằn lằn khổng lồ liếm láp, nhỏ sợ tái mặt xin lại tuột quần ra nhờ nó cắn vào mông để xem có giống mông Kazama không thì bị cho một đạp lăn đi. Chị Chi Siêu đi vào chủ đề chính hỏi Do Do hôm qua ở đâu làm gì. Chị Do Do nói là mình không quan tâm đến rồi, mọi người đành phải chờ. Về rồi lại căn phòng của những nạn nhân bị ma cà mông cắn, Nê thấy chung quy lại toàn là những người chịu áp lực về điểm số. Trên hành lang, cô giáo chủ nhiệm đang bị ông thầy hiệu trưởng hãm chửi bới. Chị Chi Siêu nói trước đây cô cũng từng là giáo viên trung cấp, kể từ khi robot Ostumun vào giảng dạy thì cô không còn được đứng lớp nhiều nữa. Nhỏ Nê thấy bà này cũng đáng nghi. Trong phòng họp, Do Do bị đưa vào diện tình nghi, bô có vẻ không vui. Theo lập luận của Nê, có thể chị Do Do ở một mình và dấu răng kia là của con thằn lằn. Bô ngay lập tức phản đối vì dấu răng trên đó không giống của thằn lằn, hơn nữa chị ta không có động cơ gây án. Xin cũng ngỡ ngàng. Trước sự nhanh nhạy của bô, trước giờ chưa bao giờ thấy cậu nói nhanh vậy, ai bảo động vào crush của người ta. Chị Chi Siêu thấy đại ca số 33 cũng đáng nghi, xin còn một nghi phạm không ai khác là đầu cơm nắm nà ní. Nê thấy có khả năng vì trong phim nhỏ hay xem thủ phạm thường là những người bình thường. Vậy là nhỏ Ma Sao bất đắc dĩ trở thành nghi phạm hiện tại, nhưng dấu vết lại ở hiện trường chưa được rõ ràng nên chưa thể biết được ai là thủ phạm. Con số 33 vẫn là ẩn số. Chị Chi Siêu hỏi ý kiến của Xin sau một hồi mông. Xin suy nghĩ, cu cậu đã đưa ra giải pháp với những điều không thể, chỉ có thể nhờ những người đứng đầu. Nê thấy đó là dừa việc thì đúng hơn. Chị Chi Siêu nói mình ở trong đội thám tử Kasukabi đang điều tra vụ ma cà mông. Mong Sasuga giúp đỡ, nhưng thằng bạn lại chế giễu bạn không lo làm vận động viên điền kinh lại đi chơi trò thám tử với trẻ mẫu giáo, ước gì chị có thể chạy trở lại. Thái độ vậy nhưng anh ta vẫn giúp. Xin thấy quá trình suy luận lâu quá nên định đưa cho bà chị hạng 2 đang ngồi rảnh những anh đây đang thể hiện. Và cần thời gian cho màn thể hiện này nên hẹn cả đội vào ngày mai. Trở về căn cứ, mọi người đều háo hức mong chờ ngày mai sẽ có thêm manh mối. Chị Chi Siêu cầm lá thư thôi học rồi rơi vào trầm tư. Đang trầm tư đột nhiên có tiếng chuông đồng hồ. Xin và mọi người cũng nghe thấy tiếng hớt hải chạy đến thì trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng anh Sasugo đang nằm bất động. Với cái mông chi chít vết cào, bô chạy đến khe nứt vô tình thấy chị Do Do đang tháo chạy nhưng cậu không nói với ai. Thứ sáu đã bắt đầu, thầy hiệu trưởng cũng đến thăm, thằng trò là niềm tự hào của cả học viện những bây giờ nó không khác gì thằng ngáo ngơ. Kazama đưa bức tượng action Kamen, tất cả các đồng chí lú lẫn cùng vây vào làm theo. Nê nghĩ chắc là Sasuga biết được bí mật của số 33 nên mới bị con ma cả mông biến thành như vậy. Nhỏ vào đầu bứt tóc không thế nào nghĩ ra ý nghĩa của số 33. Đến giờ ăn trưa, Sasuga vẫn ngồi ăn món cua xa xỉ nhưng Nê thấy chuyện anh ta đứng đầu cũng chỉ là chuyện thời gian. Nê nhìn sang bà chị hạng 2, lại thêm một nghi phạm. Xin bên này đang để hai bờ mông hoạt động hết công suất để đi lấy bánh mì yakisoba. Ma Sao chạy con xe đạp té khói mặc cho Ostumun nhắc nhở là không ưu tú. Nhỏ vẫn chổng mông đạp cho đến khi té sấp mặt. Xin cũng không có thời gian để đỡ đần. Thằng bạn cu cậu vừa đến nơi thì bánh cũng bị mua hết. Bà chủ quán nói là đại ca số 33 mua. Xin chạy theo chửi ông anh mà nó không thèm đếm xỉa đến cu cậu.
xin với chị Chisio ngồi ăn bánh cu cậu buồn bã vì không mua được bánh mì. Chisio hỏi thăm tình hình của Masao mà nhỏ như biến hình thành một con người khác, từ nay hãy gọi anh là Masa đạo lý nghĩa mới có dấn thân vào giới giang hồ có ngày thôi đấy. Theo như sự quan sát của nhỏ, lão đại của nhỏ vãi cả lão đại. Nhỏ đưa hai người đi đến một nơi đỡ phải nói chuyện dài dòng. Đây là nơi mà đại ca số 33 phát đồ ăn cho những học sinh tiểu học có điểm ưu tú thấp. Masao đã hỏi lão đại của nhỏ, anh ta nói học viện này đã từng rất tuyệt vời cho đến khi lão hiệu trưởng đề ra cái điểm ưu tú chết dẫm đó. Người được điểm cao thì thoải mái sống, còn người điểm thấp thì không bằng con người. Cả ngôi trường này đã bị phá hủy như vậy, xin nói là đại ca 33 là nghi phạm thì Masao điên máu. Lão đại của nhỏ là quân tử trong những quân tử, không có chuyện là ma cả mông được. Bên này Bo đang ở nhà của chị Jojo, cậu nhấn nhá mãi chẳng dám mở lời. Chị Jojo hỏi cậu cần gì, Bo vừa hỏi chuyện sao chị lại có mặt ở tháp đồng hồ tối ngày hôm qua thì bà chị như phát điên dí thẳng nhỏ vào gốc cây, ánh mắt đầy sát khí. Chị hỏi Bo đã nói với ai chưa, Bo làm gì, đã buôn chuyện với ai, bà chị cảnh cáo Bo không được nói với ai, bếp xếp là chị cho đi buôn muối. Ở bên này Nene cũng đang theo sát bà chị, hạng hai chưa kịp điều tra gì đã bị chị ta bắt thóp. Chị cũng nói luôn là mình không phải là ma cà mông và cũng không có ý định làm ma cà mông nên đừng theo dõi làm gì cho tốn công. Rồi chị ta lại nói chuyện chị Chisio từng là học sinh lớp ten, tự dưng lại tuột một phát xuống lớp ten. Nene nói là do chị ý bị chấn thương không thể chạy được. Bà chị hạng hai nói chị Chisio tối nào mà chẳng chạy, chẳng qua không muốn để khứa nào biết. Chisio ở trong phòng vệ sinh đẩy cửa bước ra nói bà chị hạng hai đừng lắm mồm mà đồn đoán lung tung, thấy thái độ muốn ăn thịt người của chị làm hai người rén rén. Nhỏ Nene lại chuyện đối tượng bị tình nghi sang Chisio với nguyên nhân là chị bị ra khỏi lớp ten nên quyết định cho tất cả mọi người trở thành con nít để vừa cái bụng. Bo thấy không có khả năng này nhưng Nene vẫn kiên quyết nghi nhầm còn hơn bỏ sót. Xin được giao nhiệm vụ theo sát chị Chisio nhưng cu cậu còn đang mải nhìn bức ảnh vô địch của chị không trả lời, còn Bo thì theo sát chị do chốt kèo ai làm việc của người đấy.